Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An là xã thứ 7 trong tổng số 16 xã thuộc dự án cấp điện nông thôn từ Điện lưới Quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016 đã chính thức đóng điện. Dự án cấp điện nông thôn từ Lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An do Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện nhiệm vụ quản lý, thực hiện cấp điện cho trên 18.000 hộ dân ở 233 thôn, bản trên địa bàn 54 xã thuộc 8 huyện của tỉnh Nghệ An. 94 hộ dân tộc Thái ở bản Sốp Hốc, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu được đóng điện từ Lưới điện Quốc gia đã trở thành sự kiện khó quên, bởi đây là địa bàn nghèo thuộc chương trình 135 của tỉnh Nghệ An. Với dự án đưa điện về xã nghèo, ngành điện đã đầu tư cho người dân từ đầu đến cuối. Ngoài ra, được kéo điện vào tận nhà, mỗi hộ còn được tặng 2 bóng đèn, 1 bảng điện. Người dân chỉ cần đóng cầu dao là có điện. Trước đây là dùng bằng máy nổ, và lúc có lúc không. Nhưng mà dùng không được đủ được mọi sinh hoạt trong gia đình. Nhưng bây giờ có điện thì là máy nổ, rồi máy giặt, rồi là cơm điện đầy đủ cả. Nhờ điện quốc gia, ngành quốc gia là mang đến cho chúng tôi thấy phấn khởi hơn. Trước đây chưa có điện thì làm việc kinh doanh thì nó gặp nhiều vấn đề, như là hàng hóa nó không được tươi, chảy cái đầu máy bằng máy phát thì khi đó chi phí nó rất cao. Có điện rồi thấy nó một cái không khí sáng sủa hơn, cái công việc kinh doanh thì nó có nhiều cái thuận lợi, nó nhiều cái đỡ vất vả hơn. Diên Lãm là xã nghèo nhất của huyện Quỳ Châu, có 585 hộ, 22.000 nhân khẩu, có tới 40% là hộ nghèo đói. Tổng diện tích lúa cả xã chỉ đạt khoảng 90 hectare, nên bà con làm quanh năm cũng không đủ ăn. Nhà nước phải hỗ trợ từ hạ tầng cho đến cái ăn thức uống. Thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ 9 triệu đồng một người trên một năm. Bà con nơi đây mong chờ có điện đã 20 năm nay, giờ đã được thoảng ước nguyện. Có điện chắc chắn đời sống người dân sẽ được cải thiện, bà con sẽ có điều kiện cập nhật thông tin để tự làm ăn thoát nghèo. Gần 20 năm nay thì nhân dân xã Diên Lãm mới có được điện, dòng điện lưới quốc gia. Thì chắc chắn là dòng điện lưới quốc gia về với bà con á, thì cái đời sống của bà con sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Về cái việc là tiếp cận các cái chính sách, các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là về các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội thì sẽ được thường xuyên cập nhật hơn. Dự án cấp điện nông thôn từ Lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An được thực hiện trong hai giai đoạn, 2014-2016, thực hiện cấp điện đến trung tâm 16 xã, trong đó có 12 xã biên giới thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu, với 41 thôn bản và 4.265 hộ nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia, đưa số xã có điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 100%. Đây là giai đoạn thực hiện các hạng mục cấp bách gồm 16 gói thầu xây lắp và 4 gói thầu vật tư, thiết bị với tổng mức đầu tư trên 206 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 thực hiện các hạng mục còn lại với tổng giá trị gần 576 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến hết tháng 12 năm 2015, EVN-NPC sẽ đóng điện các xã còn lại trong tổng số 16 xã thuộc dự án cấp điện nông thôn từ Lưới điện Quốc gia của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016. Hoàn thành dự án sớm trước 1 năm so với tiến độ đề ra. Cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, một là đơn vị thi công, hai là chủ đầu tư, ba là cái địa phương. Sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương, đặc biệt là ủy ban nhân tỉnh, rồi là tổng công ty miền Bắc, và cấp trên nữa là tập đoàn Lực Việt Nam. Thì cái sự chỉ đạo quyết liệt và cái yêu cầu cao thì anh em phải nỗ lực hết mình để hoàn thành cái nhiệm vụ này. Chúng tôi cam kết là cái giai đoạn 2 thì dự án sẽ thực hiện đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong rằng chính quyền địa phương cũng như nhân dân trong vùng dự án hỗ trợ công ty điện lực Nghệ An, chủ đầu tư về công tác giải phóng mặt bằng để tiến độ dự án được hoàn thành theo yêu cầu. Nghệ An là tỉnh Bắc miền Trung có điều kiện khó khăn, số hộ nông thôn có điện thấp hơn bình quân chung của cả nước. Do vậy, dự án cấp điện nông thôn từ Lưới điện Quốc gia của tỉnh Nghệ An mang một ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đẩy nhanh tỷ lệ số hộ dân nông thôn có điện. Khi dự án hoàn thành, 18.000 hộ dân ở 233 thôn bản trên địa bàn, 54 xã thuộc 8 huyện của tỉnh sẽ có điện lưới quốc gia. Việc đóng điện đến các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành điện, góp phần xóa đói giảm nghèo, mang lại diện mạo mới cho các địa phương, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.